Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam và Thế giới của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, vừa qua vào ngày 15 tháng 10, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143 năm 2018, quy định chi tiết luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo đó, thì đối tượng áp dụng bao gồm người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc là giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. Người lao động nước ngoài thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 1 tháng 12 năm 2018, hưu trí và tử tuất có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Vâng, trong đó thì các điều kiện để hưởng chế độ ốm đau, thai sản thực hiện theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. Còn điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì sẽ được thực hiện theo quy định của luật an toàn vệ sinh lao động. Quy định này được đưa ra nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam. Và trong chương trình Việt Nam và Thế giới ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thảo luận cụ thể hơn về những vấn đề này với sự đồng hành của hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị ông Trần Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Và vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu với quý vị ông Đinh Duy Hùng, Phó trưởng Ban Thu Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới ông Trần Hải Nam. Có lẽ điều mà người lao động nước ngoài họ quan tâm nhất là quyền lợi mà họ sẽ được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tại Việt Nam. Vậy thì ông có thể nói cụ thể hơn những quyền lợi mà người lao động nước ngoài sẽ được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội Việt Nam là gì ạ? Khi tham gia bảo hiểm xã hội thì người lao động sẽ được thụ hưởng các cái chế độ về bảo hiểm xã hội. Và đó là cái sự đảm bảo bù đắp hoặc thay thế một phần thu nhập của người lao động khi mà họ gặp các cái sự kiện hoặc là các cái rủi ro trong cái quá trình lao động như là ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hay là mất qua đời. Cái thứ hai là với cái quy định tại Nghị định 143 năm 2018 thì từ mùng 1 tháng 12 năm 2018 khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội thì họ sẽ được thực hiện với 3 cái chế độ ngắn hạn là ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Và như vậy ở cái giai đoạn đầu này thì người lao động là chưa phải đóng bảo hiểm xã hội mà cái trách nhiệm đóng thì thuộc về phía người sử dụng lao động. Và từ mùng 1 tháng 1 năm 2022 thì khi đó chính sách sẽ thực hiện bổ sung thêm với 2 cái chế độ dài hạn là hưu trí và tử tuất. Và khi đó thì cả người lao động và người sử dụng lao động sẽ cùng đóng góp để được người lao động có thể thụ hưởng đủ cả 5 chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ngoài ra thì khi thực hiện cái chính sách bảo hiểm xã hội thì người lao động nước ngoài với cái đặc thù là sau khi hết cái thời hạn của giấy phép lao động thì họ cũng sẽ phải về nước. Đấy, và một số người thì họ còn có thể có những cái cơ hội để quay trở lại và tiếp tục làm việc ở Việt Nam. Thì trong những trường hợp như vậy, góc độ chính sách thì cũng đều mở theo cái hướng linh hoạt để cho phép người lao động trong trường hợp họ về nước hoặc là tiếp tục ở lại thì hoàn toàn có thể bảo lưu các cái thời gian đóng góp, quá trình đóng góp để mà hưởng sau này, hoặc họ có thể đề nghị để mà giải quyết hưởng cái chế độ bảo hiểm xã hội một lần để nhận đủ các cái quyền lợi trước khi họ về nước. Vâng ạ, chúng ta đã nhìn thấy những cái quyền lợi mà người lao động sẽ được hưởng khi mà tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong cả ngắn hạn cũng như là trong dài hạn. Vậy thì với các cơ quan về thực hiện về chức năng bảo hiểm xã hội thì chúng ta sẽ xác định đối tượng là người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam như thế nào ạ? Câu hỏi xin gửi cho ông Đinh Duy Hùng ạ. Vâng, theo cái quy định tại cái điều 2 Nghị định số 143/2018 NĐ-CP quy định chi tiết luật bảo hiểm xã hội, luật an toàn vệ sinh lao động, thì công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có đầy đủ các cái điều kiện sau đây. Thứ nhất là có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc là hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. Cái điều kiện thứ hai là có giấy phép lao động hoặc là giấy phép hành nghề hoặc là chứng chỉ hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Cũng theo cái quy định thì người sử dụng lao động căn cứ vào các cái điều kiện quy định của luật và các cái loại giấy tờ hồ sơ của người lao động, nếu mà người lao động đủ cái điều kiện thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
thì sẽ lập hồ sơ theo cái mẫu quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội, gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với họ. Tôi cũng muốn nói thêm là những cái người lao động nói trên ấy thì sẽ không thuộc cái trường hợp mà tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu là cái người mà người lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo cái quy định tại khoản 1 điều 3 nghị định số 11/2016 NĐ-CP. Thì cái nghị định này ấy, quy định cái người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý doanh nghiệp, là giám đốc điều hành hoặc là chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa là người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo cái quy định tại khoản 1 điều 187 luật bảo hiểm xã hội. Chúng ta thấy những quy định rất rõ ràng của luật và nghị định dưới luật về việc xác định đối tượng là người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội. Thì tuy nhiên là chắc chắn là trong cái quá trình mà chúng ta xác định cũng như là thông tin đến các cái đối tượng là người lao động nước ngoài để tham gia bảo hiểm xã hội thì cũng sẽ gặp những cái khó khăn nhất định. Vậy thì đó là những khó khăn như thế nào ạ, thưa ông Hải Nam? Vì đây là một cái chính sách mới, do đó thì từ khâu nhận thức, sự tiếp nhận với những cái quy định mới của chính sách mới đối với người lao động, đối với người sử dụng lao động, và đặc biệt cái đối tượng của chúng ta trong cái việc tham gia này thì chủ yếu là các cái người sử dụng lao động, là các cái nhà đầu tư nước ngoài và những cái người, các cái nhà quản lý, các chuyên gia lao động kỹ thuật đến Việt Nam làm việc. Thì với những cái chính sách này, một mặt hướng tới các cái việc đảm bảo các cái quyền lợi đối với người lao động, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng ràng buộc cái việc thực hiện các cái trách nhiệm, các cái nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động mà các cái doanh nghiệp sẽ phải tuân thủ trong thời gian tới. Cái khó khăn thứ hai, việc thực hiện sẽ có những cái rào cản. Cái rào cản có thể thấy được đó chính là cái việc mà với cái ngôn ngữ là người nước ngoài thì họ cần phải có cái các cái thông tin về chính sách, rồi các cái hướng dẫn về quy trình thủ tục nghiệp vụ để làm sao đảm bảo cho bản thân mỗi cá nhân người lao động có thể tiếp cận được với chính sách, có thể tìm hiểu cũng như là việc tham gia đảm bảo các cái quyền lợi của người lao động trong cái quá trình thực hiện. Một cái điểm nữa đó là như tôi đã nói, tức là người lao động nước ngoài họ sẽ phải về nước sau khi mà hết hạn của giấy phép lao động hoặc là sau khi chấm dứt các cái quan hệ lao động. Và vì vậy thì cái việc mà trong các cái quá trình giải quyết chế độ chính sách thì cũng đòi hỏi cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ phải thực hiện theo đúng cái thời hạn, để cũng như là phía người sử dụng lao động thì cũng phải tiến hành các cái thủ tục để đảm bảo cho cái việc là cùng với cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết kịp thời các cái quyền lợi cho người lao động, để họ có thể được nhận đầy đủ những quyền lợi của mình trước khi họ về nước. Thì đó là những cái khó khăn mà đòi hỏi là ở phía cả các cái cơ quan về quản lý cũng như là cơ quan tổ chức thực hiện, và cả phía góc độ là các cái doanh nghiệp cũng sẽ phải sẵn sàng cho cái việc là chủ động trong thực hiện cái chính sách này. Vâng, thưa quý vị, với những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, thì hầu hết các doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài đã nắm bắt được những quy định chi tiết và cũng đã có thông tin đến người lao động. Sau đây sẽ là tổng hợp ý kiến của người lao động nước ngoài làm việc tại khu công nghiệp Khai Quang của tỉnh Vĩnh Phúc. Nghị định số 143/2018 NĐ-CP của Chính phủ quy định, từ ngày 1/1/2022, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mặc dù đến năm 2022, quy định này mới bắt đầu có hiệu lực và mức đóng 8% không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, người lao động nước ngoài cho rằng đóng bảo hiểm hưu trí là xa vời đối với độ tuổi cũng như thời gian công tác ngắn hạn của họ tại Việt Nam. Đóng bảo hiểm là điều cần thiết. Bản thân chúng tôi cũng rất chủ động tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân. 8% không phải là mức đóng quá cao, nhưng mà chúng tôi đều là cán bộ sang công tác ngắn hạn. Đóng bảo hiểm hưu trí có vẻ không hợp lý lắm. Về cơ bản, chúng tôi sang đây làm việc theo kế hoạch, theo nhiệm kỳ. Chắc chắn sẽ không ở đây đến độ tuổi nghỉ hưu. Nên việc có thể lĩnh bảo hiểm hưu trí hay không và lĩnh như thế nào, chúng tôi có đôi chút thắc mắc. Cũng theo quy định, từ ngày 1/12/2018 đến ngày 31/12/2021, đơn vị có sử dụng lao động nước ngoài có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng tháng cho người lao động với mức đóng 3% tiền lương tháng vào quỹ ốm đau, thai sản và 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Còn từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, hàng tháng người sử dụng lao động sẽ phải đóng thêm 14% mức lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Doanh nghiệp lo ngại, tăng mức đóng bảo hiểm đối với lao động nước ngoài có thể khiến phát sinh chi phí doanh nghiệp. Cái này thì nó cũng đang trong cái giai đoạn nó có lộ trình. Thế cho nên là trước mắt thì công ty thực hiện cái tỷ lệ đóng thêm là 3,5%. Về cái vấn đề cái tỷ lệ nó tăng cũng tương đối nhiều thì cái này là chắc là trong cái quá trình thực hiện cũng có thể cũng sẽ có những công ty họ cũng sẽ có ý kiến. Bởi vì nói thật ra là người nước ngoài thì mức lương nó cũng khá cao. Thế cho nên là nếu như mà đóng đầy đủ theo cái quy định thì cũng sẽ gây ra một cái gánh nặng tương đối lớn cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, sau khi tiếp nhận được thông tin, doanh nghiệp này đã có cuộc họp nội bộ, phổ biến thông tin và thu nhập những ý kiến của lao động nước ngoài tại đơn vị. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, đây cũng là thắc mắc chung của nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài khác trên địa bàn khu công nghiệp Khai Quang. Tại khu công nghiệp này cũng có nhiều doanh nghiệp Đài Loan. Chúng tôi đều biết đến quy định mới này và cũng có tổ chức buổi họp tổng hợp ý kiến. Việc lộ trình được kéo giãn đến năm 2022 là một biện pháp mà tôi cho rằng rất hợp lý. Như vậy, chính phủ Việt Nam sẽ có thêm thời gian 3 năm nữa để tổng hợp những ý kiến và có những giải pháp phù hợp đến người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động. Hiện nay, ý kiến đóng góp của người lao động nước ngoài đã được bộ phận nhân sự tại các công ty tổng hợp và gửi đến cơ quan ban ngành liên quan. Thưa hai vị khách mời và thưa ông Đinh Duy Hùng, là trong phóng sự vừa rồi thì chúng tôi cũng đã ghi nhận được rằng là đa phần là các doanh nghiệp cũng như là người lao động nước ngoài làm việc ở các doanh nghiệp cũng đã nắm bắt được thông tin về vấn đề chúng ta sẽ thực hiện cái bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với đối tượng là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Và điều mà họ quan tâm nhất thì như chúng ta có thể thấy trong phóng sự chính là việc quy định về đóng bảo hiểm hưu trí và tử tuất sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên là người lao động thì họ cũng có nhiều những cái thắc mắc băn khoăn bởi vì họ là những người mà làm theo nhiệm kỳ ở thời gian ngắn thôi. Thế nên không biết rằng nếu mà họ đóng bảo hiểm như vậy thì sau này cái vấn đề hưởng về hưu trí hay là tử tuất thì sẽ được thực hiện như thế nào? Cái vấn đề này thì cũng đã được quy định rất rõ ở trong cái nghị định số 143. Cụ thể là tại khoản 6 điều 9 có quy định về cái điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Trong đó có quy định là người lao động là cái người nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ấy, khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc là giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn thì có thể được nhận cái chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Các cái điều kiện để hưởng nó cũng tương tự như những người lao động khác tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trên cái cơ sở của cái nguyên tắc là bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa lao động Việt Nam với lao động nước ngoài, thì chính sách bảo hiểm xã hội cũng được thiết kế theo cái hướng là các cái quyền lợi của người lao động Việt Nam trong cái quá trình tham gia và thụ hưởng bảo hiểm thì cũng sẽ áp dụng tương tự đối với lao động là người nước ngoài. Và như tôi đã nói thì cũng do cái tính chất đặc thù của người lao động nước ngoài và qua cái phóng sự vừa rồi thì qua ý kiến của số doanh nghiệp rồi người lao động thì cũng cho thấy rằng là cái tính chất là làm việc là ngắn hạn của một số cái lao động cũng như là trong một số trường hợp thì người lao động là cũng đã được tham gia bảo hiểm xã hội ở cái nước sở tại. Thì tại cái nghị định 143 thì chính phủ cũng đã có cái quy định là trong cái thời gian đầu thì cái đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động là người nước ngoài thì sẽ khoanh lại ở cái phạm vi đó là những người lao động mà có cái hợp đồng lao động là từ 1 năm trở lên. Và như vậy thì về cơ bản chúng ta cũng đang hướng tới cái đối tượng mà cái tính chất lao động, cái quan hệ lao động là nó mang tính ổn định và thường xuyên. Thưa ông Trần Hải Nam, là vì sao mà chúng ta kéo giãn đến năm 2022 chúng ta mới bắt đầu thực hiện hai chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn là hưu trí và tử tuất ạ? Cái mốc thời điểm là 2022 khi mà chúng ta sẽ bổ sung thực hiện đầy đủ với cả 5 chế độ, tức là thời điểm đó thì chúng ta sẽ bổ sung thêm 2 chế độ là hưu trí tử tuất. Thì đây cũng là một cái mốc thời điểm mà để phù hợp với cái đặc thù của lao động nước ngoài. Và cái lộ trình, cái thời gian từ 2018 đến 2022 thì cũng là cái thời gian cần thiết để cho về phía các cái cơ quan quản lý thì cũng sẽ hoàn thiện các cái thể chế, các cái quy định về chính sách pháp luật. Và bên cạnh đó nữa thì để mà chuẩn bị cho cái việc thực hiện đầy đủ các cái chế độ đối với người lao động thì ở Việt Nam trong những năm vừa qua thì cũng đã tiến hành các cái hoạt động về
đàm phán song phương về bảo hiểm xã hội với các cái nước, và với cái mốc 2022 cũng là cái thời gian đủ để cho chúng ta có cái điều kiện để thúc đẩy thêm các cái hiệp định đàm phán như vậy. Và cái hướng tới của những cái hiệp định sẽ là tránh đóng cái bảo hiểm xã hội hai lần, tránh đóng song trùng, và bên cạnh đó thì hướng tới cái việc tối ưu hóa các cái quyền lợi bảo hiểm, như là tính ghi nhận cái thời gian đóng của cả hai nơi, hai quốc gia, cũng như là việc tính cộng gộp cái thời gian để tạo điều kiện giúp cho người lao động có thể thụ hưởng các cái quyền lợi bảo hiểm xã hội nó cao hơn. Với những cái lộ trình thời gian như vậy thì chúng tôi cũng cho rằng là cũng sẽ hoàn toàn người lao động cũng như là doanh nghiệp có một cái sự thích nghi, thích ứng với các cái quy định mới của chính sách pháp luật. Vâng. Và các cái quyền lợi đối với người lao động thì cũng sẽ được đảm bảo một cách tối ưu nhất. Dạ vâng ạ. Thưa ông, việc thực hiện chính sách bảo hiểm về hưu trí và tử tuất thì có làm phát sinh thêm chi phí của doanh nghiệp hay không ạ? Vì sao ạ? Theo quy định của Bộ luật Lao động thì đối với các cái trường hợp mà người lao động mà không thuộc diện áp dụng của bảo hiểm xã hội bắt buộc thì trách nhiệm của người sử dụng lao động là phải trả một cái khoản tiền tương đương với cái khoản tiền thuộc cái trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động vào trong cái tiền lương, và trả cùng với cái thời điểm là trả lương cho người lao động. Quy định từ mùng 1 tháng 12 năm 2018 là thực hiện bổ sung cái trách nhiệm đóng với cho người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm với 3 cái chế độ ngắn hạn, thì người sử dụng lao động thì cũng sẽ chỉ phải đóng thêm là vào cái quỹ ngắn hạn là ốm đau thai sản và tai nạn lao động là 3,5%, với 3% vào quỹ ốm đau thai sản, 0,5% cái quỹ tiền lương đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Và từ mùng 1 tháng 1 năm 2022 thì người sử dụng lao động và người lao động cũng sẽ phải phát sinh thêm cái trách nhiệm đóng 22% vào cái quỹ hưu trí tử tuất. Thì chúng tôi cũng cho rằng thì đây hoàn toàn không làm phát sinh thêm chi phí của doanh nghiệp cho cái phần trách nhiệm đóng, vì đã được doanh nghiệp thực hiện trước đây. Đấy, thay vì trước đây thì doanh nghiệp là chuyển trả cái phần tiền đó vào trong tiền lương cho người lao động, thì từ mùng 1 tháng 12 năm 2018 hay là tới đây tiếp nữa là từ 2022 thì cái phần tiền đóng đó sẽ được là chuyển cho quỹ bảo hiểm xã hội. Và bên cạnh đó thì doanh nghiệp cũng sẽ được hưởng lợi từ cái phiền trong quá trình đóng này. Đó là việc sẽ được quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo trong cái quá trình khi mà sử dụng lao động, trong quan hệ lao động xảy ra các cái rủi ro thì người lao động sẽ giảm thiểu được các cái chi phí. Đấy, trong những cái trường hợp ví dụ như người lao động bị tai nạn lao động hay là ốm đau phải nghỉ việc thì khi đó đã có cái phần chi trả từ quỹ bảo hiểm xã hội. Và như vậy thì cái trách nhiệm cũng như là cái chi phí đối với doanh nghiệp không phát sinh thêm, nhưng họ đã và đang được là quỹ bảo hiểm xã hội sẽ chia sẻ những cái rủi ro trong cái quá trình mà doanh nghiệp sử dụng lao động, và cũng đảm bảo cái quyền lợi đối với người lao động trong cái quá trình làm việc tại doanh nghiệp. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, mặc dù đến thời điểm này thì chúng ta mới bắt đầu triển khai, thế nhưng việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và đã được quy định cụ thể tại Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi được Quốc hội thông qua từ cuối năm 2014. Theo đánh giá chung thì việc thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với nhóm đối tượng này là cần thiết trong bối cảnh nước ta đang ngày càng hội nhập sâu rộng, đồng thời cũng phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Mặc dù số lượng lao động là người nước ngoài tại công ty này không nhiều, chỉ 4 người, nhưng không vì thế mà doanh nghiệp bỏ qua những quyền lợi và lợi ích của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội tại Việt Nam. Mới làm việc tại công ty được gần 2 năm, nhưng ông Henry, lao động người Philippines, cảm thấy rất hài lòng với các chế độ ông được hưởng. Mỗi năm, công ty cung cấp cho tôi gói khám sức khỏe, giúp tôi thực hiện những thủ tục về bảo hiểm y tế, khi ốm đau, thăm khám tại bệnh viện. Tôi cảm thấy rất hài lòng về những hỗ trợ này. Công ty tôi cũng chuẩn bị rất đầy đủ và tất cả các chế độ và theo cái quy định của nhà nước. Thì mọi giấy tờ thủ tục thì cơ quan nhà nước thì cũng đã cung cấp và hướng dẫn cho công ty tôi và để thực hiện các chế độ đầy đủ và đóng hợp pháp ở tại Việt Nam. Việc người nước ngoài tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở nước ngoài được thêm để theo phù hợp với các xu hướng hội nhập của Việt Nam cũng như các thông lệ quốc tế, việc đóng bảo hiểm cho người nước ngoài tại xứ tại làm việc ở Việt Nam, người ta rất nhiệt tình ủng hộ để đóng được bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài này. Các bên bảo hiểm xã hội có văn bản cũng hướng dẫn cụ thể
cho đến từng các công ty mà các cán bộ phụ trách về vấn đề mà phụ trách về các công ty doanh nghiệp nước ngoài là phải biết sử dụng về ngôn ngữ để làm sao phù hợp với nhiều người làm việc tại công ty. Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, trong những năm qua, lao động nước ngoài tại Việt Nam liên tục tăng nhanh. Đến nay đã lên đến hơn 87.000 người. Hiện Việt Nam cũng có khoảng 600.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài. Trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự do và hội nhập khu vực, dẫn tới dòng chảy tự do của lao động có tay nghề giữa các nước thành viên ASEAN. Dự kiến số lượng lao động nước ngoài vào Việt Nam cũng như lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ còn tiếp tục tăng cao. Cái sự dịch chuyển lao động tự do trong khu vực đòi hỏi các cái thành viên trong khối phải nỗ lực để mà tiếp cận, tạo thuận lợi cho cái người dân khi người ta di cư. Nhất là phải hợp tác với nhau để có những cái hiệp định song phương, đa phương về bảo hiểm xã hội. Tham gia bảo hiểm xã hội là một dạng đầu tư cho tương lai, chứ không hề tạo thêm gánh nặng. Năng suất lao động cũng sẽ được nâng cao khi mà từng cá nhân và gia đình của họ đều an tâm vì cuộc sống của họ đã được đảm bảo. Và khi từng người lao động làm việc năng suất hơn, thì các công ty sẽ được lợi, nền kinh tế sẽ phát triển và đồng nghĩa với việc quốc gia đó cũng sẽ đi lên. Việc thực hiện quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không chỉ tạo ra sự bình đẳng giữa lao động trong và ngoài nước, mà còn mở ra cơ hội cho lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được tiếp cận thêm các chế độ bảo hiểm xã hội của quốc gia mà người lao động đến làm việc. Vâng, thưa ông Đinh Duy Hùng, là để thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì chúng ta sẽ cần phải có những giải pháp gì trong thời gian sắp tới ạ? Điểm đầu tiên là chúng tôi muốn nói là các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng sẽ phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các cái văn bản về chính sách pháp luật cái bảo hiểm xã hội đối với lao động người nước ngoài, làm sao đó để cho nó phù hợp với pháp luật, với thông lệ quốc tế, đảm bảo cái quyền và lợi ích của người lao động khi mà làm việc tại Việt Nam, và đồng thời cũng là thuận tiện cho cái tổ chức thực hiện. Cái thứ hai nữa đấy là cái công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tuyên truyền về chế độ chính sách đối với các cái cơ quan quản lý của nhà nước có liên quan ở địa phương, ở trung ương, tuyên truyền đối với các cái doanh nghiệp, đối với người lao động để hiểu và tự giác chấp hành cái quy định. Rồi thì công tác hướng dẫn của cái cơ quan tổ chức thực hiện trong cái thực hiện các cái thủ tục về đăng ký tham gia, về thụ hưởng các cái chế độ của người lao động. Tiếp theo là các cái doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan mà có sử dụng lao động người nước ngoài trên cơ sở là thượng tôn pháp luật, chấp hành đúng các cái quy định của pháp luật và phối hợp tốt với cơ quan bảo hiểm xã hội trong cái thực hiện các cái thủ tục, trong thực hiện chính sách, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội. Tiếp nữa thì bảo hiểm xã hội các cái địa phương, ngoài cái công tác là hướng dẫn tiếp cận các doanh nghiệp để hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký tham gia rồi thì thụ hưởng các cái chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động, thì cũng cần để tiếp tục cải cách các cái thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin làm sao đó để cho cái việc thực hiện các cái thủ tục được nhanh gọn, thuận tiện, kịp thời và đúng cái chế độ. Bên cạnh Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng là đầu mối để chúng ta có thể triển khai tốt cái nghị định này. Vậy thì định hướng hoạt động trong thời gian sắp tới sẽ là gì ạ? Một trong những cái điểm mà chúng tôi cho rằng cũng là cái giải pháp để có thể thực hiện tốt cái chính sách đó chính là cái việc phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với các cái sở lao động thương binh xã hội các địa phương, là cái cơ quan được giao cái nhiệm vụ quản lý nhà nước cũng như là cấp phép quản lý lao động nước ngoài, để có cái sự rà soát đối chiếu danh sách lao động cũng như là các cái doanh nghiệp trong cái quá trình sử dụng lao động nước ngoài, để thực hiện công tác về tuyên truyền, phổ biến các cái quy định chính sách pháp luật cũng như là hướng dẫn các cái quy trình nghiệp vụ, để cùng với các cái doanh nghiệp giải quyết các cái quyền lợi đối với người lao động trong cái quá trình mà tham gia bảo hiểm. Đấy, còn ở phía góc độ về chính sách thì chúng tôi cũng cho rằng là thời gian tới đây thì các cái quy định pháp luật cũng sẽ được tiếp tục rà soát. Đầu tiên thì đó là cái việc cũng cần phải có cái sự rà soát các cái quy định trong cái công tác về quản lý cấp phép đối với lao động là người nước ngoài,
để chúng ta cũng cùng với doanh nghiệp trong cái việc xác định rõ các cái đối tượng để người lao động có thể tham gia, cũng như là doanh nghiệp tham gia, xác định đối tượng tham gia một cách thuận lợi nhất. Và bên cạnh đó, về phía góc độ của chính sách bảo hiểm xã hội thì với nghị quyết 28 của Ban chấp hành Trung ương và cái nghị quyết 125 của Chính phủ về ban hành cái chương trình hành động để thực hiện cụ thể hóa cái nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, thì trong năm 2019 và năm 2020 thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng sẽ tập trung vào cái việc là rà soát, đánh giá cái thực trạng thực hiện cái chính sách bảo hiểm xã hội thời gian qua và làm cái cơ sở tiền đề cho những cái đề xuất để mà hoàn thiện cái chính sách trong cái thời gian tới. Và theo cái lộ trình thì năm 2021-2022 sẽ là cái giai đoạn sửa luật, và với những cái nội dung trong cái nội dung cải cách trong nghị quyết 28 thì theo đó cũng sẽ là cái điều kiện để giúp cho người lao động có thể có thêm những cái cơ hội để được tiếp cận các cái chính sách bảo hiểm xã hội một cách thuận lợi nhất. Ví dụ như là cái nội dung cải cách về lộ trình trong cái việc giảm cái điều kiện để mà được hưởng lương hưu, thay vì 20 năm như hiện nay thì sẽ thực hiện một cái lộ trình để tiến tới giảm xuống còn 15 năm và xa hơn nữa là 10 năm. Và như vậy thì cũng sẽ rất nhiều người lao động, và trong đó có người lao động nước ngoài đấy, với cái thời gian làm việc có thể là không dài thì họ cũng có cái cơ hội để mà được tiếp cận cái chế độ lương hưu của Việt Nam. Ngoài ra thì các cái quy định về công thức tính lương hưu cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng để mà giúp cho việc mà xác định giải quyết chi trả đối với người lao động. Và các cái chính sách khác thì cũng sẽ được, trong cái quá trình rà soát đánh giá cũng sẽ được kiến nghị sửa đổi bổ sung hoàn thiện. Đấy, về phía quy định pháp luật thì chúng ta đã có cái quy định điều chỉnh và có cái lộ trình thời gian để áp dụng các cái chế độ, nhưng về phía góc độ chính sách thì cũng sẽ tiếp tục được hoàn thiện để làm sao khi người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội thì họ cũng sẽ được cái cơ hội để tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các cái quyền lợi, cũng như là được tối ưu nhất các cái quyền lợi của mình trong cái quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tại Việt Nam. Xin cảm ơn những ý kiến chia sẻ của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay, và hy vọng là thông qua chương trình này thì doanh nghiệp cũng như là người lao động sẽ có thêm nhiều thông tin hơn nữa để có thể phối hợp chặt chẽ với lại Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như là Bộ Lao động Thương binh Xã hội để thực hiện tốt những cái chính sách về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Và đây cũng là cái tiền đề để Việt Nam chúng ta sẽ hội nhập sâu rộng hơn với quốc tế ạ. Thưa quý vị, rất nhiều nước trên thế giới như là Hàn Quốc, Nhật Bản hay là Đức cũng đã lựa chọn loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nước ngoài. Theo đó thì người lao động tới các quốc gia khác làm việc thì sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật bảo hiểm xã hội của quốc gia đó. Việc quy định thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài tại Việt Nam là cần thiết trong bối cảnh mà nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế. Ngoài ra thì theo quy định của một số nước thì việc áp dụng bảo hiểm xã hội đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc ở Việt Nam cũng sẽ mở ra cơ hội cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được tiếp cận thêm với các chế độ bảo hiểm xã hội của quốc gia mà họ đến làm việc. Và chương trình Việt Nam và Thế giới tuần này cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Girl. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.